Chiến thần ở rễ Dương Thanh, Tần Thanh Tâm, tập 492. Vừa rồi vì Dương Thanh còn đang một mực lo lắng cho gia đình, chỉ khi nghe thấy giọng nói của kiếm khách bóng đêm kia thì anh mới hoàn hồn trở lại. Dương Thanh chậm rãi lắc đầu, cũng không có gì. Nói xong anh lại hỏi: Tiểu Uyển, thương thế của kiếm khách tiền bối như thế nào rồi? Phùng Tiểu Uyển nói ra: Có lẽ là do cảnh giới võ đạo của kiếm khách Gia Gia quá cao, nên tố chất thân thể của Gia Gia phi thường cường mạnh. Thù thương nặng như thế mà lại hồi tỉnh nhanh như vậy. Em vốn tưởng rằng nếu như kiếm khách Gia Gia muốn tỉnh lại, ít nhất phải mất 3 ngày nữa. Kiếm khách bóng đêm nói: Vẫn là nhờ y thuật vô song của Phùng Tiểu Thư. Nếu như đổi thành người khác, nói đừng nói là chữa khỏi cho ta, chính là có thể để cho ta nhanh chóng tỉnh lại như vậy, sợ là đều làm không được. Dương Thành lại nhìn về phía kiếm khách bóng đêm hỏi: Tiền bối, ngài muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong còn phải mất thời gian khoảng bao lâu? Thoáng suy tư một chút, kiếm khách bóng đêm lắc đầu, liếc mắt nhìn về vị trí cánh tay phải đã mất đi, vẻ mặt ông buồn bã đau thương, mở miệng nói ra: Muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, sợ là cả đời này đều không có hy vọng. Công pháp tu luyện của ta rất đặc thù, tốc độ khôi phục cũng rất nhanh, ta ước chừng ít nhất phải mất 1 tuần mới có thể đạt tới cảnh giới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Bởi vì ta đã luyện hóa thành công thanh linh kiếm này rồi, phối hợp với linh kiếm hẳn là có thể bộc phát ra thực lực có thể so với siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong. Đây đã là cực hạn của ta rồi. Mặc dù cảnh giới không có cách nào khôi phục lại siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong, nhưng là có thể khôi phục lại thực lực siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ đã là rất may mắn rồi. Dương Thành nhẹ gật đầu, nhìn về phía kiếm khách bóng đêm nói ra: Vậy thì đợi thêm 1 tuần nữa tôi sẽ rời khỏi Mộc Phủ. Vừa nghe xong lời nói của Dương Thanh, kiếm khách bóng đêm lập tức giật mình sửng sốt: Cậu muốn rời khỏi đây sao? Dương Thanh gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói ra: Tôi đã ở bên ngoài lãng phí quá nhiều thời gian rồi, đã đến lúc phải trở về, trong nhà còn có rất nhiều việc chờ tôi xử lý. Tuy anh không nói ra rõ ràng, nhưng kiếm khách bóng đêm cũng nhìn ra được một vài manh mối từ bên trong ánh mắt lạnh như băng của Dương Thanh. Ông ta nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: Dương Thanh, cậu đối với Mộc Phủ đã làm rất nhiều chuyện, nếu như có việc gấp không cần phải để ý tới chúng ta, cậu cứ đi xử lý việc của chính mình đi. Dương Thanh lắc đầu: Đã chậm trễ lâu như vậy cũng không quan trọng, trễ thêm vài ngày nữa tôi sẽ chờ, sau khi ngài hoàn toàn khôi phục trở lại rồi sẽ rời đi. Vừa lúc tôi sẽ tranh thủ mấy ngày này giúp Mộc Phủ làm một số việc. Kiếm khách bóng đêm nói nhanh: Vậy xin cảm ơn cậu rất nhiều. Vừa đúng lúc này, mấy vị trưởng lão của Mộc Phủ cùng nhau đến phòng bệnh của kiếm khách bóng đêm. Kiếm khách bóng đêm, ngài rốt cục đã tỉnh lại rồi, đây là may mắn cho Mộc Phủ chúng ta. Vài vị cao niên Mộc Phủ đã lệ rơi đầy mặt khi nhìn thấy kiếm khách bóng đêm tỉnh dậy. Mọi thứ xảy ra trong khoảng thời gian này đối với bọn họ cứ như là một giấc mơ. Bây giờ một thành chủ đã biến mất, và kiếm khách bóng đêm đã trở thành niềm hy vọng duy nhất của rất nhiều người tại Mộc Phủ. May mắn hơn nữa chính là kiếm khách bóng đêm đã bình an tỉnh lại. Nếu cũng có chuyện xảy ra với kiếm khách bóng đêm, Mộc Phủ thực sự sẽ kết thúc. Ánh mắt kiếm khách bóng đêm quét qua toàn trường, mở miệng nói ra: Khoảng thời gian này đã thật vất vả các vị rồi, không khổ cực, không khổ cực. Đám người nhao nhao mở miệng nói ra. Kiếm khách bóng đêm nhìn ra được từ khuôn mặt của những người này, họ có điều gì đó muốn nói. Vì vậy ông ta mở miệng hỏi: Các vị có phải là có chuyện gì muốn nói với ta hay không? Mấy vị trưởng lão Mộc Phủ sau khi liếc nhìn nhau một cái, ánh mắt lại nhìn về phía Dương Thanh. Dương Thanh lập tức hiểu được những người này
có chuyện muốn nói riêng với kiếm khách bóng đêm, nhưng anh hiện đang ở đó, thật là không tiện. Dương Thanh nói, các người cứ việc nói chuyện, tôi ra ngoài trước đây. Nói xong, anh mang theo Phùng Tiểu Uyển cùng với Hoài Lam rời khỏi phòng bệnh của kiếm khách bóng đêm. Ngay sau khi bọn họ vừa rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại người của Mục Phủ. Kiếm khách bóng đêm vẻ mặt không hài lòng nói ra, các người đến cùng là có muốn cái gì còn muốn nói? Lão Tề, hay là người đến nói trước đi. Một vị trưởng lão của Mục Phủ nhìn về phía Lão Tề nói ra. Lão Tề gật đầu nhìn về phía kiếm khách bóng đêm nói, mấy ngày nay ở Mục Phủ đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhất là nội bộ chúng ta cũng phát sinh ra tranh phong. Người nói cái gì? Kiếm khách bóng đêm đột nhiên lộ ra vẻ tức giận. Nội bộ tại sao lại phát sinh chuyện tranh chấp như vậy chứ? Lão Tề liền vội vàng đem chuyện phát sinh ngày hôm qua toàn bộ đều nói hết một lần. Chờ sau khi ông ta nói xong, sự tức giận trên khuôn mặt kiếm khách bóng đêm sớm đã lên đến tới tột đỉnh. Các người vậy mà đi lo lắng Dương Thanh sẽ thèm muốn ngôi vị thành chủ của Mục Phủ hay sao? Kiếm khách bóng đêm cười lạnh một tiếng, ánh mắt ông quét qua đám người, lạnh giọng nói ra, ta có thể nói cho các người biết, Dương Thanh đối với chức vị thành chủ của Mục Phủ một chút thức hứng thú đều không có. Nếu như cậu ấy nguyện ý, cứ như là để cậu ta làm thành chủ của Mục Phủ, vậy thì đã sao chứ? Chỉ bằng thiên phú võ đạo của cậu ấy bày ra, liền xem như tại gia tộc cổ võ đều không có được, đúng không? Với thiên phú võ đạo phi phàm tới bậc này, nếu như cậu ấy nguyện ý trở thành thành chủ của Mục Phủ, đó là vinh hạnh của chúng ta. Nghe xong lời nói của ông, tất cả mọi người vội vàng cúi đầu, một lời cũng không dám nói ra. Kiếm khách bóng đêm thở dài, trên mặt lộ ra vẻ buồn bã, bi thương, mở miệng nói, một thành chủ hiện tại cũng là lành ít dữ nhiều. Ngày đó ở Hoài Thành Phủ, ngài đã cùng Hoài Thành Chủ một trận chiến, về sau thậm chí còn vận dụng bí pháp trẻ hóa, và cuối cùng ngài muốn hy sinh, tự bạo nổ tung mình để giết chết Hoài Thành Chủ. Nhưng khi một thành chủ chuẩn bị cho nổ tung mình thì đã bị tiến sĩ Black Doctor bắt mang đi. Cho dù hiện tại thành chủ nếu vẫn còn sống, e rằng ngài đã trở thành một con rối, một con rối bị tiến sĩ Black Doctor điều khiển. Những lời này vừa nói ra, tất cả trưởng lão của Mục Phủ đều là trợn mắt há hốc mồm ngẩn ra. Lão Tề sửng sốt cả kinh nói, cái gì, thành chủ đã bị tiến sĩ Black Doctor biến thành con rối rồi sao? Kiếm khách bóng đêm lắc đầu, tạm thời cũng còn không rõ ràng lắm, nhưng có thể xác định chính là Hoài Thành Chủ đã bị đối phương cải tạo thành con rối, mà lại tại thời điểm thành chủ muốn tự bạo cũng là tiến sĩ Black Doctor đã hiện thân ngăn cản một thành chủ tự bạo, đồng thời đem thành chủ mang đi. Mọi người cũng cần chuẩn bị tâm lý tốt hơn, chuyện một thành chủ có thể đã mất đi hoàn toàn ý thức. Đám người Mục Phủ từng người mặt mũi tràn đầy đều là bi thương. Một lúc sau, Lão Tề hai mắt đỏ hoe nói ra, kiếm khách bóng đêm, trước khi thành chủ rời đi, ngài ấy đã giao Mục Phủ lại cho ngài. Mục Phủ dù sao cũng là một thế lực lớn, không thể một ngày vô chủ, vậy ngài hãy làm thủ lĩnh mới của Mục Phủ, một vị thành chủ tài giỏi. Đúng vậy, trước khi thành chủ rời đi, ngài đã giao lại Mục Phủ cho kiếm khách bóng đêm. Bây giờ thành chủ đã không còn, kiếm khách bóng đêm chính là thành chủ tân nhiệm của Mục Phủ. Đúng vậy, phóng tầm mắt khắp Mục Phủ, cũng chỉ có kiếm khách bóng đêm là ứng cử viên thích hợp nhất cho vị trí của thành chủ. Trong lúc nhất thời, mấy tên trưởng lão Mục Phủ nhào nhào mở miệng nói ra. Bọn họ đối với Mục Xung đã thất vọng tới cực độ. Nếu Mục Phủ thực sự được giao lại cho Mục Xung, sợ là sẽ không bao lâu nữa Mục Phủ sẽ thực sự bị diệt vong. Hôm nay Mục Phủ rất cần một người lãnh đạo dẫn đầu có thể khiến Mục Phủ khôi phục lại nguyên khí. Không thể nghi ngờ kiếm khách bóng đêm chính là người thích hợp nhất.
Kiếm khách bóng đêm lại lắc đầu, một mặt đau thương nói ra: tuy rằng ta đã ở Mộc Phủ rất nhiều năm, nhưng nhiều nhất chỉ là một vị cung phục của Mộc Phủ, cũng không phải là người thuộc về Mộc Phủ hoàn toàn. Ta không đủ tư cách để kế thừa vị trí thành chủ của Mộc Phủ. Chẳng qua, các vị yên tâm, ta vẫn là một mực lưu lại tại Mộc Phủ, cũng sẽ trợ giúp cho Mộc Phủ lựa chọn một người thích hợp để kế thừa chức vị thành chủ.